bỏ giá và bàn giao chiếc xe Ben Hổ Vồ 8 tấn 6 mốt 2 cầu dầu về Quảng Ninh. Anh La Tiến Dũng. Vâng, thì em Hoàng xin kính chào quý tài. Chiếc máy quý tài đây là chiếc xe với biển là 14C39426, thuộc mẫu là Hổ Vồ Sijak 8 tấn 6 mốt 2 cầu dầu, chuẩn bị bàn giao cho anh khách. Đây, khách hàng mới trên em. Vâng, khách hàng rất trẻ tuổi luôn, mới có 19 tuổi thôi, La Tiến Dũng ở Đạp Thanh 3 chiếc Quảng Ninh vô tải. Có tài nào muốn thử xe thì có thể liên hệ ông anh này. Đấy, thì chiếc xe này hiện tại đang có giá 810 triệu và khách hàng đang sở hữu chiếc xe này với số tiền là 300 triệu tròn nhá. Còn tối thiểu thì nó ở mức tầm 26 lấy xe rồi. Xe này chạy lốp 1.1-20 và con máy đang nổ ở đây là con máy công suất 165 mã lực, 4 máy ga điện nhá. Máy ga điện của Weichai. Thùng là thùng 7 khối, dài là 4m03, rộng là 2m28, cao là 75 phân. Tổng bằng thùng là 7 khối. Tổng bằng thùng 7 khối nhá. Cầu là cầu 13 tấn. Cầu trước 13 tấn. Cầu sau là 16 tấn. Em làm quay nguyên bộ cầu sau cho ông tài xem này. Đây đấy, cầu sau này. Cầu này là cầu FAD nhá, không phải cầu chuyên gia đâu, cầu FAD nhá. Cầu chuyên gia cũng dùng chung lại đấy thôi. Sassi 8.5 2 lớp. Nhíp lá dày 13 ly. Tổng lá đây là 20 lá. Lá chính thì dài 15 ly. Lá phụ dài 13 ly. Phụ của xe đây. Em bằng quay bên này cho tài nhìn rõ cái phụ của xe nhá. Phụ thuộc dòng phụ 13 tấn. Xe thì có 2 phụ. Đây là cái phụ chính này. Đó, phụ này phụ tam giác nhá. Phụ bắp đăng. Bình dầu của em này là thùng tặng bình dầu inox và số điện thoại của em ở trên này. Em Hoàng xe tải 0383368978. Các bác tài có thể liên hệ em cho số điện thoại này nhá. Đây là bình ure của xe thì khách hàng này là không cắt bình ure. Bình ure này em Hoàng sẽ cắt dựa theo nhu cầu khách hàng thôi. Mất tầm khoảng tầm 2-3 triệu, 4 triệu tùy từng loại cắt. Và đây là tổng quan hình ảnh của xe. Đấy, bác tài nào quan tâm về dòng xe này cứ gọi trực tiếp cho em để em Hoàng báo giá và tư vấn thêm về trả thủ tục trả góp nhé. Rồi, cùng em Hoàng xin kính chào quý tài.